Chị quán mình mở mấy giờ chị? À, buổi chiều là 4 giờ. À, cả ngày á, ví dụ buổi sáng cả là... Cả ngày là 7 giờ sáng, 7 giờ sáng về tới 2 giờ chiều đóng cửa, 4 giờ mở lại. Chủ nhật thứ bảy là mở cả ngày. Mình làm là lẩu lẩu cua đồng. Sáng là bán tới 11 giờ là đóng cửa hả chị? Bán tới 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Xong rồi tối là mấy giờ? Tối là 10 giờ nghỉ. 10 giờ. Đây là một phần đầy đủ của một phần đầy đủ của cái lẩu. Còn lẩu đồng. Có bóng riêu đây hả? Vậy là xong một tô bún riêu rồi hả chị? Đây là quán bún riêu nhà nguyên liệu cua đồng thành. Đây là con đường Kỳ Đồng các bạn. Hôm nay tôi sẽ đi quay món bún riêu nhà trên đường Kỳ Đồng quận 3. Ở đây có cái giỏ tre nè, đây đường cà chua, chanh và sườn mì. Đây cũng là quầy làm nên những tô bún riêu cho khách hàng. Đây là quầy bếp của quán bún riêu nha, đặt tại một tiệm từ góc trái lúc lên bay vô. Ở bên phải là sẽ là những cái bàn ghế gỗ được đặt trong không gian rất là tinh tế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra riêu cua chưa? Cái lẩu nhỏ. Còn rau nữa. Rau lên nữa. Đây là món riêu cua đồng. Trả tiền bản quyền nha, đừng quay bài. Anh đang lấy những cái chả hoặc là những cái thịt hạt rau, anh bỏ vào trong cái lẩu riêu cua đồng nguyên liệu sạch của quán Bún Riêu Nhà. Của cái lẩu nhỏ như thế này thì có giá là 190.000 nữa các bạn. Gia vị mình để sẵn em bà và những cái nguyên liệu bánh đa bún riêu cua thịt bò trứng đồ chơi đồng đồng thì đang lấy trứng gà đập và để quậy ra đều với lại riêu cua đồng, bỏ vào cái nồi lẩu thì ngon hơn. Đây là không gian của quán bò ba bốn hai thì khách mới vào đang đợi món và hai đang lẩu, thì nhân viên đang chuẩn bị những cái thực phẩm thịt trứng và riêu để bỏ vào nồi cho khách. Đây nồi lẩu riêu đang bị sôi rồi, nồi nhỏ nguyên liệu thịt bò rau rất là tươi các bạn thấy, và hai người thường thường là ăn một cái lẩu nhỏ và ba bốn người ăn lẩu lớn như vậy. Mình đang làm cái lẩu riêu cua phải không anh?
lẩu nhỏ là giá nhiêu anh ạ? 190.000 một cái lẩu nhỏ. Rồi lớn thì bao nhiêu tiền ạ? À? Lớn 280. Rồi. Tôi đang múc nguyên liệu của món lẩu tiêu cua. Là nguyên liệu của một cái lẩu cua đồng tiêu cua ốc. Nhân viên quán đã hướng dẫn cho anh chị khách ăn những cái món lẩu cua đồng. Gọn gàng, nó sẽ có cái bếp đặt ra ngay tại cửa ra vào, rất là đông khách.